Từ trước tới nay thì chúng ta chỉ mới biết đến một số vị thuốc điều trị bệnh viêm gan B như là cây cà gai leo, cây diệp hạ châu. Ngoài ra thì còn có một vị thuốc rất là quan trọng đối với bệnh nhân viêm gan B mà các bạn ít để ý tới, đó chính là cây xạ đen. Chúng ta đã biết tới công dụng rất là nổi tiếng của cây xạ đen, đó là tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư. Song công dụng của cây xạ đen thì không chỉ dừng lại ở đó. Thì từ xưa thì lá xạ đen đã được người dân Hòa Bình sử dụng hàng ngày để giải độc, giải rượu, đồng thời làm thuốc điều trị các bệnh về gan rất là hiệu quả. Thật vậy thì ngày nay qua các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thì đã chứng minh là cây xạ đen rất là tốt cho chức năng của gan. Bởi vậy, bởi các hoạt chất quý trong cây xạ đen thì giúp giải độc, hạ men gan, tái tạo lại tế bào gan, được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, xơ gan và ung thư gan rất là hay. Hiện nay thì hầu hết các thành phần thực phẩm chức năng đều điều trị bệnh viêm gan B đều không thể thiếu thành phần là cây xạ đen. Trong thành phần của các phương thuốc nam gia truyền cũng có thành phần vị thuốc này. Dưới đây là thành phần phương thuốc điều trị bệnh viêm gan B bằng cây xạ đen theo kinh nghiệm của dân gian như sau. Cây xạ đen 30g, cây cà gai leo 30g, rễ mật nhân 10g. Các vị thuốc trên đem rửa sạch nấu với 1 lít rưỡi nước, sắc cạn còn lại 1 lít nước là chia làm 3 lần uống trong ngày. Nếu trường hợp bệnh nhân viêm gan B không có hai vị thuốc cà gai leo và rễ mật nhân để sử dụng thì vẫn có thể sử dụng độc vị cây an xoa để điều trị bệnh. Ngoài tác dụng điều trị viêm gan B của cây xạ đen thì còn có tác dụng phòng ngừa tổn thương, những biến chứng do bệnh viêm gan B gây ra, giúp ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan cho bệnh nhân. Bởi vậy, trong bài thuốc trên thì thành phần cây xạ đen là quan trọng và không thể thiếu được. Để tìm hiểu thêm thông tin về và công dụng, cách dùng và một số lưu ý khi sử dụng cây xạ đen thì các bạn có thể gọi vào số là 0904079719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để được nhân viên tư vấn thêm ạ.